chiều hơi bị đỉnh luôn. Không, chủ yếu chiều để quay phim thôi chứ không làm gì trơn. Ôi trời, bỏ dép ra luôn rồi đi bơi không mà đi mang dép. Không là trôi, nó là trôi mất dép bây giờ. Thả xuống dưới nó cũng có chìm đâu. Nó là chúng lại kéo lên. Cho mấy đứa nhỏ càng cho đi bơi nhiều nó càng dạn dĩ. Càng mạnh mẽ, tụi nhỏ kia mới có mấy tháng để cho bơi. Em cũng chưa biết, em biết bơi với em không biết đứng nước. Bơi đứng mình vẫn phải vận động chân mà. Cho cái chèo của em thôi.